Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hành Trang Du Học của kênh truyền hình SNTV. Quý vị và các bạn thân mến, trong những chương trình trước thì chúng tôi cũng đã có dịp giới thiệu đến quý vị và các bạn về nền giáo dục ở Canada. Đây là một nền giáo dục tiên tiến với rất nhiều những trường đại học cao đẳng nổi tiếng trên thế giới. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá một khía cạnh mới, đó là sau khi đi du học thì liệu rằng sinh viên của chúng ta có thể định cư luôn tại Canada hay không, và cơ hội việc làm tại Canada như thế nào. Thì để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các chuyên viên tư vấn đến từ công ty Tân Đại Dương. Xin được giới thiệu đến quý vị chị Oliver Diễm Thúy, hiện là trưởng bộ phận tư vấn du học Canada của công ty Tân Đại Dương. Kế bên là chị Sophia Nguyễn, là trưởng bộ phận tài chính. Và cuối cùng đó là chị Sally Lâm, là trưởng bộ phận xin thư nhập học. Xin chào tất cả các chị đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Theo như cảm trí được biết thì có rất nhiều phụ huynh học sinh muốn rằng là sau khi con em mình du học tại Canada thì họ sẽ làm việc, sinh sống tại Canada luôn, tức là muốn được định cư tại quốc gia này. Thế thì không biết là cái vấn đề này mình liệu rằng là mình có dễ dàng thực hiện hay không? Thì chắc câu hỏi này chắc xin dành cho chị Diễm Thúy đi ạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Thì để thúc đẩy nền kinh tế phát triển và tìm các tiềm năng sẵn có của nước Canada thì một số tỉnh bang ở Canada có chính sách cực kỳ ưu đãi đối với sinh viên quốc tế, đó là khuyến khích du học sinh ở lại sống và làm việc tại đây. Thì chương trình Provisional Nominee Program là chương trình định cư dành cho sinh viên sau khi học xong. Thì tại tỉnh bang Manitoba thì cho phép học sinh ở lại làm việc và sau khi tốt nghiệp cao đẳng đại học. Thì vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 thì chính sách mới này đã cho sinh viên ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp cao đẳng đại học. Chương trình thông thường là 1 đến 2 năm cao đẳng, 4 năm đại học và 1 đến 2 năm thạc sĩ, 3 đến 5 năm là nghiên cứu sinh, hoặc là chương trình Fast Track là chương trình dành cho liên thông thì đều hưởng các quyền lợi như trên. Thì ngoài ra thì tại Manitoba thì học sinh có thể được hoàn trả lại cái chi phí mà học sinh đã đóng cho trường, ví dụ như những chi phí về học phí hay là những bảo hiểm. Thì việc hoàn trả này tối thiểu là 60% học phí mà học sinh đã đóng cho trường. Thì việc hoàn phí này không ảnh hưởng tới những cái quyền lợi khác khi mà học sinh sống và làm việc tại Canada. Thì hiện tại Tân Đại Dương là đại diện của hai trường nổi tiếng tại Manitoba, đó là trường đại học University Manitoba, là trường được thành lập năm 1877 và là một nơi đầu tiên, trường đại học đầu tiên tại miền Tây Canada. Và nó hiện tại là có 27.000 học sinh, trong 10% trong số đó là 90 từ 90 nước trên thế giới. Trường thứ hai đó là Red River College, thì trường là một trường nổi tiếng về chuyên ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, du lịch, nhà hàng khách sạn và kế toán. Thì trường này vô cùng có chi học phí vô cùng rẻ, đó là 10.000 đô la Canada một năm. Thưa chị, như vậy thì cái điều kiện như thế nào để mà chúng ta được định cư ở lại Canada? Dạ, cái điều kiện của nó là khi mà tất cả các học sinh học xong chương trình cao đẳng đại học tại cái bang Manitoba thì học sinh có thể đăng ký vào chương trình này. Tức là ở lại làm việc và định cư tại Canada luôn. Tức là miễn là mình chỉ cần tốt nghiệp mà từ một trường đại học ở Canada. Dù là anh học cao đẳng 2 năm hay đại học 4 năm thì anh đều có thể ở lại làm định cư. Một vấn đề mà theo như cảm trí thấy cũng rất là quan trọng, đó là cái vấn đề chúng ta phải chứng minh tài chính đối với lãnh sự quán khi mà chúng ta xin đi du học ở nước ngoài. Thì đối với Canada thì như đây là một cái việc bắt buộc. Như vậy thì không biết là cái quy trình thủ tục để mà xin chứng minh tài chính ấy, là nó có khó hay không, và chúng ta thường là phải trải qua những cái bước, những cái khâu như thế nào? Thì câu này chắc là xin mời chị Sophia Nguyễn tư vấn cho khán giả. Thì với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn du học thì Tân Đại Dương luôn giúp đỡ và hướng dẫn hồ sơ học sinh để hồ sơ đạt được visa cao nhất. Và theo như yêu cầu của lãnh sự quán thì thu nhập hàng tháng thì phải trên 50 triệu và sổ tiết kiệm thì phải từ 800 triệu trở lên và mở trong vòng 12 tháng. Và tuy nhiên thì phụ huynh học sinh có thể chứng minh bằng nhiều hình chứng minh thu nhập bằng nhiều hình thức khác nhau, như là mình buôn bán kinh doanh, hợp đồng cho thuê đất đai, nhà cửa, cho thuê xe, và ngay cả trong tiền lãi trong ngân hàng, vân vân, tất cả đều là nguồn thu nhập.
Và hiện nay thì lãnh sự quán cho phép mình nộp những cái giấy tờ để mà thay thế ngoài những giấy phép kinh doanh, hợp đồng mua bán, hợp đồng cho thuê, miễn tất cả các giấy tờ đều là thật, như là hóa đơn, biên nhận trả tiền, hợp đồng tay cho thuê nhà và giấy góp vốn vào công ty, cổ phần, cổ phiếu v.v. Và lãnh sự quán không quan trọng tài sản bằng nguồn thu nhập và tiền mặt trong ngân hàng. Nếu như mà trong trường hợp thì phụ huynh học sinh phải dùng tiền trong việc kinh doanh, thì mình có thể để tiền trong tài khoản ngân hàng trong thời gian gần đây cũng được. Nếu như mà trường hợp hồ sơ không đủ mà về mặt chứng minh thu nhập thì Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn giải trình tài chính một cách hợp lý. Thưa chị, có một cái vấn đề là đôi khi gia đình không thể chứng minh được tài chính của mình thì đành phải nhờ một cái người thứ ba coi như là bảo trợ về mặt tài chính cho con em mình đi du học. Thế thì cái người bảo trợ đó có nhất thiết phải là người sống ở tại Việt Nam hay không? Hay người bảo trợ đó có thể là một người dì, người cậu, người chú, một người bà con nào đó sống ở một quốc gia khác? Dạ, cái đây thì cũng là cái trường hợp thắc mắc của Tân Đại Dương thường xuyên trong việc tư vấn. Thì nếu như mà đối với trường hợp bảo trợ tài chính thì không nhất thiết người thân ở Việt Nam, thì có thể là những người nước thứ ba, ví dụ Anh, Úc, Mỹ v.v. Dạ. Nhưng mà cái mối quan hệ thì như thế nào là chấp nhận được? Dạ, mối quan hệ có thể là cô dì hoặc là chú bác. Lúc đó thì mình có thể nộp những giấy tờ về chứng minh mối quan hệ đó, và mình có thể viết cái miêu tả gia phả về mối quan hệ đó. Dạ. Tức là phải có mối quan hệ ruột thịt thì mới được hay sao? Hay là chỉ cần là mối quan hệ thân thiết thì liệu là có chứng minh được không? Ví dụ như là bạn thân của mẹ hoặc là đại khái nó có những cái mối quan hệ khác ngoài mối quan hệ gia đình thì liệu rằng là có được hay không? Giá đó cũng được anh. Theo như Cẩm Trí được biết thì việc có được một cái thu nhập học từ một trường ở nước ngoài nó sẽ tác động đến sự thành công của việc chúng ta xin visa đi du học đối với lãnh sự quán rất là nhiều. Như vậy thì cái thủ tục để mà chúng ta có thể xin một cái thu nhập học từ một cái trường đại học hoặc là một cái trường cao đẳng nào đó ở nước ngoài, đặc biệt là ở Canada, thì không biết là nó có dễ dàng hay không. Thì chắc là câu hỏi này Trí muốn mời chị Sally Lâm tư vấn một chút. Cái này là trước hết là các bậc phụ huynh và các bạn học sinh là cần phải chọn trường trước. Các bạn có thể chọn trường dưới sự tư vấn của nhân viên Tân Đại Dương. Và đặc biệt các bạn cần lưu ý đó là đối với những các bạn học sinh mà dưới 18 tuổi thì mình cần phải có giấy giám hộ. Và tiếp theo thì các bạn cần nộp đơn theo yêu cầu của trường, kèm theo một số giấy tờ cần thiết như là các bạn là nộp bản điểm, các văn bằng, chứng chỉ IELTS, TOEFL nếu có. Và các bạn cũng nộp cái lệ phí nữa. Xong khi mà trường chấp thuận thì trường sẽ gửi về cho bạn một cái thư thông báo hoặc là cái thư chấp thuận. Thường thì Tân Đại Dương là xin cái thư chấp thuận này là trong vòng là từ 4 đến 6 tuần. Sau đó thì các bạn tiến hành đóng học phí cho trường. Các bạn có thể đóng học phí là một học kỳ hoặc là một năm tùy yêu cầu của từng trường. Và nếu như mà cái tờ khai mà có công chứng hoặc là có chứng nhận của chính quyền là của cha mẹ học sinh hoặc là các người giám hộ hợp pháp ở tại Việt Nam, là giao quyền giám hộ cho người giám hộ ở Canada, và cần phải ghi rõ họ tên người giám hộ này. Người này có nhiệm vụ là can thiệp trong một số trường hợp cần thiết như là cấp cứu hay là cần có sự can thiệp trực tiếp. Và riêng ở tỉnh Quebec thì khi mà bất kỳ một bạn nào mà nộp đơn nhập học ở tỉnh này thì các bạn cần phải nộp hồ sơ và điền cái form gọi tắt là CAQ. Và lệ phí điền form này là 104 đô Canada. Và thời gian xin thì cũng từ 1 đến 1 tháng rưỡi. Lúc này thì các bạn có thể là nộp hồ sơ để xin visa Canada. Nếu như mà các bạn mà gặp khó khăn trong cái vấn đề là xin thư nhập học của trường thì các bạn có thể liên hệ với công ty chúng tôi để chúng tôi có thể là hỗ trợ bạn. Thưa chị Diễm Thúy, thường á đến đất nước Canada để mà học tập á, thì theo cảm thấy thế thì bởi vì Canada họ là một cái quốc gia phát triển mà, cho nên là cái mức sống của họ cũng cao hơn hẳn so với Việt Nam của chúng ta. Như vậy thì không biết là học phí cũng như là các chi phí sinh hoạt ở Canada thì liệu rằng là nó có quá đắt đỏ hay không, và thường để học một cái chương trình du học bên đó thì cái mức phí nó dao động trong cái khoảng như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì thường những cái phụ huynh học sinh thì thường nghĩ là học phí ở Canada đắt, nhưng mà thật ra nó không đắt đỏ tí nào. Thì chương trình trung học thì chỉ 10.000 Canada một năm, và cao đẳng là từ 11 đến 12.000, còn đại học thì từ 13 đến 18.000.
thì học sinh có thể làm việc 20 giờ một tuần khi mà học xong khóa tiếng Anh. Thì học sinh thường là sẽ kiếm được từ 200 đến 300 đô Canada mỗi tuần. Thì ngoài ra thì học sinh cũng có thể kiếm được các việc làm khác, ví dụ như làm việc ở trong trường. Thì đối với các học sinh mà học toàn khóa đã đăng ký cho khóa học của mình thì có thể có các bằng cấp nghề chứng chỉ thì có được công nhận thì sẽ được ở lại làm việc tại nơi mà mình đang học, không cần tới chứng chỉ về giấy phép làm việc. Thứ hai nữa là học sinh có thể làm ngoài bên ngoài dành cho những học sinh mà học chương trình trung học do chính phủ tài trợ tại Canada thì có thể làm bên ngoài để sau khi mà hoàn tất cái việc học của mình. Cái thứ ba nữa là học sinh có thể làm việc sau khi tốt nghiệp. Thì từ tháng 4, 2008 thì luật Canada đã cho học sinh sau khi tốt nghiệp chương trình cao đẳng đại học sau đại học thì có thể ở lại làm việc theo cái lĩnh vực mà mình theo học. Thì cái thời gian tối đa mà ở lại làm việc đó là 3 năm. Có một câu hỏi nữa mà Trí cũng muốn đặt cho chị Sally Lâm, đó là chị có thể giúp phân biệt giữa cái việc gọi là xin visa với lại xin một cái study permit của một cái trường bên kia như vậy. Thường cái thủ tục, cái quy trình của nó là thường cái nào mình phải làm trước, cái nào mình phải làm sau ạ? Sau khi các bạn có được thư nhập học của trường mà hồ sơ của bạn hầu đủ các yêu cầu như là về học tập, tài chính thì lúc này lãnh sự độ chính xác và trung thực thì lãnh sự sẽ xem xét và cấp visa cho bạn. Đồng thời đây cũng là một cái tài liệu để là bạn có cái study permit. Và nhiều bạn thì còn chưa phân biệt được là visa và study permit thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Đó là visa, đó là một cái giấy thông hành cho phép người được cấp là được quyền vào Canada trong cái thời gian hợp lệ đó. Ví dụ như visa của bạn là có thời hạn là từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 6. Thì trong cái khoảng thời gian này thì bạn có thể là vào Canada bất kỳ lúc nào cũng được. Và thời hạn đi trên visa không phải là cái thời gian mà bạn được phép ở lại Canada. Và cái lãnh sự quán Canada tại Việt Nam thì sẽ cấp cái visa này cho bạn. Cái thời hạn đi trên visa thì tùy vào chương trình học của bạn, có thể là từ 1 đến 4 năm. Và trong khoảng thời gian này thì bạn có thể ra vào một hoặc là nhiều lần. Điều kiện để bạn có visa đó là hồ sơ của bạn phải hội đủ các yêu cầu về học tập và tài chính thì lãnh sự xem xét và cấp visa cho bạn. Còn study permit nghĩa là đây là cái giấy phép cho phép người được cấp là ở lại Canada để với mới có mục đích rõ ràng như là để ở lại học tập hoặc là làm việc. Cái này thì do cơ quan hải quan của Canada cấp cho bạn. Thời hạn cấp cái study permit này thì là căn cứ vào cái giấy phép nhập học của trường. Và điều kiện để bạn được cấp cái study permit này đó là khi bạn tới sân bay Canada thì các bạn tới văn phòng của hải quan và trình các giấy tờ như là visa, thư nhập học của trường, các giấy tờ tùy thân, học bạ, bảng điểm và thư của lãnh sự quán Canada. Các bạn có thể trả lời thêm một số các câu hỏi liên quan nữa. Lúc này thì cơ quan hải quan sẽ cấp cho bạn cái study permit. Thưa chị, như vậy thì nếu như mà mình nộp một cái hồ sơ mình xin đi du học nhưng mà có thể là do mình còn trục trặc hoặc là thiếu một vài cái yếu tố nào đó mình chưa đạt yêu cầu, thế thì chị có lời khuyên gì đối với phụ huynh trong những cái trường hợp như vậy? Chúng ta có nên tiếp tục mà xin học cho một cái lần khác hay không, cho một cái ngôi trường khác hay không, hay là thôi khi mà chúng ta đã bị từ chối từ phía lãnh sự không cấp visa thì chúng ta bỏ luôn cái cơ hội học tập? Dạ, câu hỏi của anh cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái việc này sẽ để cho chị Sophia Nguyễn trả lời. Dạ, em xin trả lời câu hỏi này thì là trong trường hợp như mà học sinh bị từ chối visa thì do chưa chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hay là hồ sơ tài chính thì chưa có được hay là chưa đưa ra hết những nguồn tài chính của người bảo trợ để lãnh sự thấy hợp lý và mục đích đi học của học sinh thì mình có thể nộp đơn xin lại visa. Và nếu như mà lần này nộp thì mình phải có cái mới so với lần trước. Lần trước mình không hề biết là cần phải nộp những cái giấy tờ về tài sản hay là nguồn thu nhập vì nghĩ là có sổ tiết kiệm trong ngân hàng là đủ rồi. Thì lần này nếu như mà nộp lại thì mình phải bổ sung cái nguồn tài sản và cái nguồn thu nhập. Cách tốt nhất cho hồ sơ là phụ huynh học sinh nên tìm hiểu kỹ về thủ tục cũng như cách thức xin visa. Và quý phụ huynh cũng có thể đến trực tiếp công ty Tân Đại Dương để bên em có thể tư vấn rõ hơn cho từng trường hợp. Vâng, xin chân thành cảm ơn các chị đã dành thời gian để tư vấn cho khán giả xem đài những thông tin hết sức thú vị và bổ ích về các chương trình du học ở Canada.
Và Cẩm Thúy cũng hy vọng là qua chương trình như thế này thì quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh chúng ta cũng đã phần nào hiểu được những cái thủ tục, những cái quy trình mà chúng ta cần phải tiến hành để làm một bộ hồ sơ xin du học tại Canada. Và một điều quan trọng hơn nữa là các bạn cũng như là quý vị phụ huynh học sinh nắm thêm được những cái thông tin về cái cơ hội việc làm ở lại định cư làm việc tại Canada như thế nào. Đây là những cái thông tin rất mới và cũng rất là thú vị, rất là hấp dẫn đối với chúng ta, phải không ạ? Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các chị đã dành thời gian để đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Hành trang du học đến đây cũng đã hết. Mọi thứ từ thắc mắc, quý vị có thể gửi về cho chương trình ở địa chỉ email hanh trang du học@smtv.com.vn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.